Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thoại cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm thoại cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn từ sản phẩm 1. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và nhân dịp coi như là khai trương cái cửa hàng Shopee của mình, thì là các bạn là nhớ vào coi như là Shopee của mình để ủng hộ thật nhiều sản phẩm gì nhỉ, linh phụ kiện cũ giá rẻ bên mình các bạn nhé. Đấy, nhân dịp hôm nay thì là bên mình là khai trương cái cửa hàng Shopee này. Đấy, cửa hàng Shopee cửa hàng Shopee này thì của mình thì là chuyên bán phụ kiện này, chọn bộ sạc nhanh này. Đấy, các bạn có thể là gì nhỉ, các bạn có thể là sở hữu bộ sạc nhanh 18W cho dòng LG V50, V30, V20, tất cả của dòng LG nhá. Đấy, sạc nhanh chính hãng LG của LG là nhân dịp mình khai trương cửa hàng Shopee ấy. Đấy, chỉ với coi như là 99.000 đồng. Đấy, chỉ với giá về 99.000 đồng, các bạn đã sở hữu sản phẩm là bộ sạc nhanh chính hãng của LG 18W, sạc rất tất cả của dòng LG các bạn nhé. Không những sạc những dòng LG, các bạn có thể là sạc được những sản phẩm là Samsung này, và coi như là Samsung, iPhone, Xiaomi. Nói chung là cái đầu này, cái lỗ cổng sạc USB này, các bạn cắm ra được rất là nhiều máy các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là sạc tất cho, các bạn cứ cắm cáp sạc ở nối của nhà các bạn vào thôi, thì các bạn có thể là sạc ra tất cả các máy nhé. Đấy, sạc của máy nào cũng được. Đấy, các bạn sạc của máy nào cũng được các bạn nhé. Đấy, sạc nhanh này, đấy, sạc nhanh flash gen này, đấy, kiểu sạc nhanh hỗ trợ sạc nhanh 18W các bạn nhé, chính hãng của LG luôn. Đấy, sản phẩm này mình sẽ bảo hành cho các bạn cũng như là 1 năm luôn, nên các bạn cứ yên tâm, sản phẩm là chính hãng của LG các bạn nhé. Đấy, sạc nhanh LG 18W. Thì là nhân dịp cái cửa hàng mình khai trương ấy, thì là cả một bộ sạc như này ấy, thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là cả một bộ sạc, cả liền củ liền dây này, thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 99.000 đồng. Còn các bạn nào mua mỗi củ không nhá. Đấy, còn các bạn nào mà mua mỗi sản phẩm là củ sạc chính hãng 18W không, thì các bạn chỉ có vay như coi như là chỉ phải có như là 50.000 đồng các bạn nhá. 50.000 đồng này thì mình sẽ giới hạn cho các bạn coi như là mỗi người chỉ được đặt mua một củ thôi các bạn nhá. Còn các bạn nào muốn mua thêm ấy, thì các bạn phải dùng nick Shopee khác để mua các bạn nhé. Đấy, rất là hay. Nói chung là nhiều khi cái sản phẩm mà nhỏ nhặt như này, củ sạc như này, hoặc là sim Vina vào mạng 5G vào mạng cả năm này. Đấy, sim Vina 5G vào mạng cả năm này, các bạn có thể là chạy trên băng tần 4G, 3G hay là 5G cũng được nhá. Nên là các bạn không phải lo coi như là 4G của sử dụng được không các bạn nhá. Sử dụng được hết các bạn nhá. Đấy, đấy, củ sạc nhanh này. Bình thường ở trên thị trường đang bán với mức giá là 100.000 đến 200.000 đồng. 100.000 đến 150.000 đấy. Cái củ này không các bạn nhé. Hoặc còn bộ sạc này từ 100 đến 200.000 đồng các bạn nhé. Nhưng mà nhân dịp cửa hàng mình là khai trương cửa hàng Shopee, thì mình sẽ coi như là giảm giá cho bạn coi như là còn 50.000 đồng. Đấy. Nhưng mà mình sẽ giới hạn cho bạn coi như là mỗi người đặt một sản phẩm các bạn nhé. Đây, và bên này thì là sẽ là có cường lực này. Đấy, mình sẽ có cường lực dẻo full màn hình 100D Samsung Note 8 này, Note 9 này, S8, S9, S10 cộng này, S8 cộng, S9 Plus các kiểu nhá. Rất là cái mấy sản phẩm này sẽ chung nhau nhá. Như kiểu là Note 8, Note 9 sẽ là chung nhau, và S8, S9 sẽ là chung nhau, và S10 cộng sẽ là riêng các bạn nhá. S8 cộng và S8 Plus. À, S9 Plus thì nó sẽ là chung nhau các bạn nhá. Đấy. Cường lực này, dẻo full màn đấy, bạn nào mà cần cái mẫu nào nhá. Và đây thì là mình có cả ốp này, đấy. Ở đây thì mình có ốp dẻo này, đấy. Đây, ở đây thì mình có mục, coi như là mục này là mục ốp dẻo trong suốt, đấy. Ốp dẻo coi như là ốp dẻo trong suốt chống va đập của loại đẹp của V50 này, đấy. Mình cũng có nhé các bạn nhá. Nếu mà bạn nào mà mua sản phẩm mà coi như là mua sản phẩm mà V50 hay là mua sản phẩm bên khác ấy mà chưa có củ sạc nhanh này, các bạn có thể là lên Shopee của mình để đặt hàng. Tại vì nhiều khi có một củ sạc này các bạn cũng ngại gọi, phải không? Cũng ngại gọi cho bên mình là qua hai số hotline bên mình, nhiều khi có một củ sạc không thì các bạn cũng ngại gọi, thì các bạn có thể là lên Shopee của mình để đặt hàng các bạn nhé. Đấy, nhân dịp mình là khai trương cửa hàng thì mình sẽ giảm giá cho các bạn coi như là 10 ngày đấy, sẽ giảm giá coi như là kịch sàn nhất cho các bạn 10 ngày đấy, nhưng mà được bảo hành coi như là chính hãng luôn, nên các bạn yên tâm nhá, bên mình được có bảo hành cho các bạn luôn nhé. Phụ kiện đây là ốp dẻo trong suốt này, chống va đập này của S10 5G này, đây là S10 5G các bạn nhé. Nếu mà bạn nào mua sản phẩm lại Samsung S10 5G rồi mà chưa có cái ốp mà coi như là chống va đập này, ốp dẻo trong suốt chống rơi vỡ này, thì các bạn có thể lên Shopee mình để đặt các bạn nhé. Đây, phần bên này thì là ốp coi như là ốp dẻo là V50,
Và đây là cặp đây mục này thì là cặp sạc là 3 đầu L2 chính hãng này. Đấy, các bạn có thể sạc cho iPhone Samsung và tất cả nhiều dòng khác, cặp sạc 3 đầu nhá. Các bạn có thể là sạc 3 máy, mình sẽ bán cho bạn giá cực kỳ là rẻ thôi. Đấy, và đây là bộ sạc chính hãng coi như là Samsung nhá. Đấy, mình cũng là bộ sạc chính hãng của Samsung này thì mình cũng sẽ sell cho bạn giá là 99.000 đồng. Đấy. Và đây thì là sạc nhanh 18W thì mình bộ sạc nhanh thì mình cũng sell cho bạn giá 99.000 đồng. Nhân dịp thì mình cửa hàng mình sẽ sell giảm giá cho bạn là 10 ngày các bạn nhá. Nên các bạn cứ đặt hàng thoải mái các bạn nhá. Đấy. Mình đây. Và đây là mục này là mục SIM Villa 5G. Đấy. SIM 5G Villa chọn gói 1 năm không nạp tiền nhá. Đấy. SIM Villa 5G vào mạng cả năm này các bạn 1 năm các bạn không phải nạp tiền các bạn nhá. Đấy, 1 năm SIM này các bạn chỉ 1 năm các bạn chỉ mất giá coi như mất với giá coi như là 300k. Đấy, các bạn không coi như là không mất 1.000 nào các bạn nhá. Bình thường mình đang bán với giá coi như là gì nhỉ? 350k. Đấy. Nhưng mà nhân dịp hôm nay cửa hàng mình coi như là khai trương. Nhân dịp hôm nay nhà mình là khai trương cửa hàng Shopee ấy. Khai trương cửa hàng Shopee thì mình sẽ coi như là tri ân cho các bạn với giá là 300.000 các bạn nhá. Đấy. 300.000 các bạn đã sở hữu sản phẩm là SIM Villa 5G vào mạng cả năm. Đấy, với giá cực kỳ là rẻ. 300.000 đồng các bạn nhá. Đấy, rất nhiều món này, dây sạc iPhone dòng bọc dù này, rất là dây sạc này mình đã test rất là ngon này. Đấy, bộ sạc nhanh nhá. Thì mai mình sẽ upload thật nhiều sản phẩm. Nếu mà bạn nào mà cần những sản phẩm nào các bạn có thể là vào bên mình đây. Các bạn mua ốp này hay là mua cái gì thì các bạn có thể là vào shop mình mua các bạn nhá. Đấy, bộ sạc nhanh này, đấy, bộ sạc nhanh chính hãng 18W này. Bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 50.000 đồng. Và bộ sạc nhanh này, các bạn nào cần bộ sạc nhanh LG này thì mình cũng sẽ bán cho bạn với giá coi như là 99.000 đồng các bạn nhé. Mình sẽ cắm thử coi như là Samsung xem là có hỗ trợ sạc nhanh không các bạn nhá. Đây thì mình sẽ kết nối dây ra đây để mình coi như là cắm cái bộ sạc nhanh này test cho các bạn xem luôn các bạn nhá. Đây trên tay mình đây sản phẩm là Samsung này thì mình sẽ cắm coi như là cho các bạn luôn là hỗ trợ sạc nhanh các bạn nhá, rất là hay luôn. Đấy, đây các bạn nhìn chữ chưa? Đấy, sạc nhanh các bạn nhá. Đấy, rất là hay luôn. Sạc nhanh được tất cả các dòng LG này, sạc nhanh cho cổng LG này, sạc nhanh cho dòng LG thì các bạn đỡ là bị nháy màn hình các bạn nhé. Này củ mà coi như là gì nhỉ? Sạc nhanh 18W này sẽ là đỡ tình trạng coi như là nháy màn hình đấy các bạn yên tâm. Mình quay vào đây nó sẽ sóng sóng với các bạn nhé. Đấy, rất là hay. Các bạn nếu mà các bạn nào mà mua chưa có củ sạc nhanh này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Đấy, chống giật hay là chống coi như là nháy màn hình rất là hay luôn. Và củ sạc này lúc mà sạc các bạn nhất rất là mát. Nói chung là sạc này thì mình cũng đã đặt nhiều bạn đặt hàng bên mình rồi. Thì là các bạn nào mà đã mua được của hàng mình bên mình thành công ấy thì các bạn có thể lên trên coi như là trang Shopee của mình, các bạn đánh giá coi như là 5 sao coi như ủng hộ mình các bạn nhé. Đấy. Các bạn có thể là mua bạn nhiều bạn đặt bên mình rồi thì các bạn nào mà đã xài test thử rồi mà thấy ok, các bạn có thể lên Shopee của mình để đánh giá 5 sao giúp bên mình các bạn nhá. Đấy, rất là hay. Đấy, chuyên mục cũng như là quảng cáo ít phụ kiện. Đấy. Đấy, rất là hay. Đấy. SIM Villa vào mạng 5G cả năm. Thì là nguồn link vào Shopee của mình thì mình sẽ coi như là các bạn có thể là vào YouTube của mình nhá. Các bạn coi như là vào YouTube này. Các bạn có thể là vào YouTube Triệu Phú TV của mình các bạn nhá. Đây các bạn vào kênh YouTube này. Triệu Phú TV của mình này. Các bạn coi như là vào cái video đầu tiên của mình này. Đấy. Các bạn xem video là các bạn kích xuống cái mục kích xuống dưới mục mô tả này. Đấy. Thì mình sẽ có cái link là Shopee của mình nhá. Đấy, Shopee của mình sẽ để link này, các bạn kích vào đây. Các bạn kích vào mở. Đấy. Kích vào mở này thì các bạn có thể là chọn mua những sản phẩm cũng như là ưng ý giúp mình nhé. Đấy, các bạn mua sản phẩm nào các bạn có thể đặt hàng nhá. Đấy, củ sạc LG các kiểu nhá. Đấy, mai mình sẽ upload thật nhiều sản phẩm để coi như các bạn coi như đặt mua trên Shopee của mình nhá. Đấy. Và sang chuyên mục điện thoại thì hôm nay nhà mình có mấy mẫu giá rẻ cho các bạn. Thì là sản phẩm này thì là con đầu tiên của nhà mình, thì hôm nay nhà mình đã về con này là con Samsung Z7 Prime nhé. Con Samsung Z7 Prime, con này là của nhà mình là phiên bản Hàn Quốc này. Đấy, Samsung Z7 Prime, con này là phiên bản Hàn Quốc, một SIM một sóng. Và con Samsung Z7 Prime ngoại hình con này còn rất là đẹp các bạn nhé. Ngoại hình con này thì là máy còn là trên 90%, đấy, máy của Hàn Quốc các bạn nhé. Samsung Z7 Prime phiên bản Hàn Quốc này, máy còn đẹp là trên 90%. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1.300.000 các bạn nhé. Con Samsung Z7 Prime phiên bản Hàn Quốc, một SIM một sóng. Con này thì mình sẽ giảm cho bạn coi như là 1.300.000 các bạn nhé. Và hôm nay là V50 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. LG V50 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây luôn. 3 cây này thì của nhà mình màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Hôm nay nhà mình về được 3 cây LG V50. Đấy. 3 cây coi như là LG V50 các bạn nhé.
Còn LG V50 này các bạn cũng đã rõ rồi, thì cấu hình của bạn này cũng đã rõ rồi. RAM thì là RAM 6GB, bộ nhớ trong của nó là 128GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+, và dung lượng pin của này của nó là pin 4000. Con LG V50 rất nhiều tính năng hay. Đấy. Và ba con này thì là ba con này nói chung là dòng này thì mình cũng chỉ là giới thiệu sơ qua qua thôi. Thực thực ra nói chung là cái dòng này thì các bạn nhiều bạn cũng đã dành về cấu hình con này rồi. Và sản phẩm là LG V50 này thì là chạy chip Snap có như là Snapdragon là 855, chip này là gánh game, chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và ba con này của nhà mình hôm nay thì nhà mình về được ba con này thì là máy đẹp nhé các bạn nhá. Đấy. Hàng coi như là zin đẹp A cộng các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về được ba cây này này là hàng zin đẹp A cộng. Đấy. Ba cây LG V50 này, hàng zin đẹp A cộng. Thì là ba cây này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy. LG V50 này, LG V50 hôm nay mình về được ba cây này. Đấy. Đấy, ba cây này mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhá. Và ba con này của nhà mình đều màn hình sạc điện, màn hình đều sáng đẹp các bạn nhé, màn hình trong veo sáng đẹp các bạn nhé. Sản phẩm LG V50 có hỗ trợ là cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5, jack tai nghe này các bạn cắm mic livestream hay là thu âm thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đây ạ, mình sẽ sạc cho bạn với giá là 3 triệu, có như là 500k, hàng zin đẹp A cộng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm là LG V50 thì các bạn liên hệ trực tiếp mình là hàng, và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu trao đổi mua bán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là bán ra thì có lỗi đầu mùa 1 tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm sử dụng. Và bên mình thì là có Shipco 3 miền nhận hàng để kiểm tra hàng và thanh toán nên các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm bên mình các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được 3 chiếc sản phẩm là Samsung S10 5G. Thì là ba con này thì là sẽ có là giá khác nhau các bạn nhé. Con này thì là hàng đẹp này, hàng siêu thị đẹp này. Và con này thì hàng con ba con hai con này thì hàng của nó hơi phải một tí. Thì là mình sẽ coi như là trả giá chi tiết cho các bạn. Thì các bạn mà vừa túi tiền con nào thì các bạn có thể đặt mua bên mình nhé. Thì là con gì nhỉ? Con đầu tiên con này thì là S10 5G hàng siêu thị này các bạn. Thì là con S10 5G hàng siêu thị này thì mình sẽ nói sơ qua qua về chi tiết con này. Thì là ba cây này của nhà mình đều là phiên bản Hàn, một SIM một sóng. Và cấu hình bọn này thì là toàn là phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Con này là chạy chip Exynos là 9820 sao ấy, hình như là 9820. Và pin con này, dung lượng pin của nó pin 4500, màn hình của nó là tràn viền 6.7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Đấy. Và camera con này thì thiết kế cực kỳ là đẹp các bạn nhé. Đấy. Samsung S10 5G có hỗ trợ cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5. Các bạn cắm mic livestream cực kỳ tuyệt vời. Màn hình 2K. Thì là ở hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn coi như là cái hai cái cập nhật thì các bạn nên cập nhật các bạn nhé. Cái đầu tiên thì các bạn có thể là vào có nhục là cái mục mà cập nhật phần mềm này. Các bạn chọn cho mình là cái cập nhật mới nhất này. Ở đây nó sẽ là có cái bản gì nhỉ? Bản Nhật, nói chung là cái cập nhật phần mềm ở đây có bản gì mới nhất thì các bạn cứ cập nhật lên mới nhất giúp mình. Đấy. Và bọn này thì lúc nào được Android mới nhất rồi các bạn nhé. Bọn này thì lúc nào là được thông tin là phần Android 11. Và cái cập nhật thứ hai là cái cực kỳ quan trọng thì các bạn có thể là cập nhật lên giúp mình nhá. Các bạn để ý là cái mục là sinh chắc học và bảo mật thì ở đây các bạn kích ở đây. Ở đây nó sẽ là có cái cập nhật bảo mật nha các bạn nhá. Các bạn kích vào cập nhật bảo mật này. Các bạn có thể là cập nhật cho mình cái bảo mật để lên coi như là phiên bản mới nhất các bạn nhá, để các bạn coi như là sử dụng coi như là những tính năng mới nhất. Đấy là hai cái coi như là cái cập nhật để các bạn cập nhật trên sản phẩm là Samsung S10 5G này. Và cái tiếp theo thì là mặc định của máy Hàn nó sẽ là ra cái bộ gõ có như là tiếng Hàn như này. Thì mình hôm nay mình sẽ coi như là chỉ luôn cho các bạn coi như là đây là có bản cập nhật mới, các bạn cứ cập nhật lên cho mình. Và đây thì các bạn có thể là vào đây các bạn để gõ cái bộ tiếng Việt về các bạn nhé. Các bạn kích vào cái hình cài đặt này. Rồi. Và đây nó sẽ là có cái ngôn ngữ bàn phím, các bạn kích vào ngôn ngữ bàn phím giúp mình nhé. Ở cái ngôn ngữ bàn phím này các bạn có thể là quản lý ngôn ngữ nhập này. Các bạn tắt cho mình cái tiếng Hàn đi. Và ở đây thì mình các bạn có thể là lên các bạn tời xuống dưới. Các bạn tìm cho mình là cái English các bạn nhé. Tìm cho mình là cái tiếng Việt để các bạn kích vào tải cái tiếng Việt về. Lúc nào tải xong ấy, lúc nào mà tải xong thì các bạn nhớ đây, các bạn ở đây xem hiện chữ mục tải về này. Lúc nào mà tải xong thì các bạn ví dụ mà nó hiện như kiểu English các bạn là tiếng Việt, các bạn có thể tắt đi. Đây là tắt đi nha các bạn, có thể là bật lên nhé. Đấy, các bạn lúc nào tải về xong nó sẽ hiện ở đây, các bạn có thể là bật lên giúp mình nhá, bật xanh lên giúp mình nhá. Cái tiếng Hàn thì các bạn tắt đi, tại vì mình không dùng tiếng Hàn mà, các bạn có thể là dùng tắt tiếng Hàn đi để English và tiếng Việt các bạn nhé. Đấy, cái mạng nhà mình đợt này thì nó hơi chậm tí, đâm là tải nó hơi bị lâu. Đấy.
Con S10 5G này là hàng, này là hàng siêu thị, máy đẹp hàng siêu thị các bạn nhé. Samsung S10 5G hàng máy đẹp siêu thị đấy ạ. Đấy, máy đẹp hàng siêu thị. Đấy, hàng siêu thị nó nói chung là khác bọt các bạn nhé. Đấy, hàng siêu thị đâm là nói chung là hàng thanh lý siêu thị này các bạn. Nhận những sản phẩm là hàng siêu thị thanh lý này các bạn khỏi phải chê luôn. Quá là đẹp luôn. Đấy. Con này là của nhà mình là màu đa sắc này. Đấy, màu đa sắc hàng siêu thị thanh lý các bạn nhé. Và cái hàng siêu thị thanh lý này, Samsung S10 5G hàng siêu thị thanh lý, cái con đầu tiên máy đẹp này thì nhà mình sẽ bán cho bạn giá là 6.200.000. Đấy. Cái con đầu tiên màu đa sắc này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 6.200.000. Và con hôm nay nhà mình có hai con này rẻ. Thì con này, con tiếp theo con này, con tiếp theo con này thì là viền mặt lưng con này cũng đẹp các bạn nhé. Mặt lưng con này cũng là đẹp này. Đấy, mặt lưng con này cũng là đẹp các bạn nhé. Mặt kính con này cũng là đẹp luôn các bạn nhé. Mặt kính con này cũng là đẹp này. Nhưng mỗi tội cái viền của nó thì là hơi phẩy một tí thôi. Cái viền của nó thì là hơi phẩy phần bên dưới đấy một tí. Cái viền của nó thì hơi phẩy một tí. Đấy. Thì các bạn có thể là dùng cái ốp vào là nói chung là ok luôn. Đấy. Cái viền bên dưới thì nó hơi phẩy một tí. Phẩy dưới chân sạc này hơi một tí các bạn nhé. Thì là con này thì là màn hình cũng là đẹp kia. Đấy. Con này thì bọn này hầu như là toàn màn hình đẹp luôn. Nó chưa có ám đâu các bạn nhé. Thì là con S10 5G này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 5.800.000. Đấy. Cái con thì nó hơi phẩy một tí bên dưới này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.800.000. Đấy. Và con tiếp theo ấy, con thứ ba này. Con thứ ba này thì là màn hình cũng là đẹp keng các bạn nhé. Đẹp keng nhé. Mặt lưng con này thì đẹp keng luôn. Mặt lưng con này đẹp keng này. Đấy, mặt lưng con này thì đẹp keng và viền con này thì cũng là đẹp keng các bạn nhé. Viền con này thì là cũng đẹp keng. Đấy. Con này chỉ duy nhất coi như là mặt kính của nó ấy. Mặt kính của nó thì là hơi phẩy phẩy nhăm nhăm một tí các bạn nhé. Mặt kính con này thì nó của nó thì là hơi phẩy nhăm nhăm một tí, hơi phẩy phẩy nhăm nhăm một tí các bạn nhé. Về các bạn dán một miếng ni lông vào thôi. Mình muốn dán một miếng BBF vào thôi là coi như là hết luôn các cái phẩy nhăm nhăm này các bạn nhá. Đấy, chỉ là phẩy nhăm 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 thôi, tại vì khách kiểu không dùng không dán màn hình các bạn nhé. Các bạn về có thể dán BBF vào sẽ là coi như là hết cái nhăm 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 luôn, dùng rất là hay, màn hình cũng đẹp kia. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 5.700.000. Đấy. Đấy. Hôm nay S10 5G thì mình có 3 mức giá các bạn nhá. Con này là 5.700.000 và con này là 5.800.000 và con này thì là 6.200.000. Đấy, tùy theo mức giá coi như để bạn lựa chọn. Đấy, tùy theo mức phẩy ít và phẩy nhiều các bạn nhé. Đấy. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu giá rẻ để mình giới thiệu cho các bạn thôi. Thì các bạn có thể là qua kênh của mình, các bạn có thể là mua điện thoại xem YouTube của mình. Thì các bạn có thể là xem điện thoại hoặc các bạn có thể là mua link phụ kiện để ủng hộ với mình các bạn nhé. Sạc nhanh chính hãng 18W của LG, sạc cực kỳ là nhanh. Mình sẽ chia cho bạn với giá là 50k các bạn nhé. Sạc này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 50k. Hôm nay nhà mình là về rất là nhiều. Các bạn có thể tha hồ lên Shopee của mình để đặt hàng các bạn nhá. Mình sẽ chi ân giảm giá cho bạn là 10 ngày nên các bạn yên tâm. Các bạn nào mà mua đã mua sử dụng rồi mà thấy có như là sản phẩm cũ với mình ok, các bạn có thể là đánh giá coi như là 5 sao lên Shopee giúp mình các bạn nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng về ít mẫu sản phẩm cũ rất rẻ. Thì mình cũng chúc các bạn coi như là một tháng mới cũng như là công việc thì luôn luôn thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Nói chung là tránh được coi như là cái dịch Covid-19 các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối lần sau các bạn nhé.